Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là nội dung bản tin kinh tế tài chính ngày 21 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương khẳng định năm nay không thiếu điện như năm ngoái, nhưng trong tháng 6, tháng 7, nếu cao điểm nắng nóng kéo dài thì tình hình cung ứng điện cũng trở nên căng thẳng. Từ năm 2023 đến nay, tăng trưởng điện luôn ở mức cao. Dự báo từ tổng sơ đồ cung cấp điện, năm 2024, lượng điện tiêu thụ tăng từ 8 đến 9%. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay đã tăng tới 12%. Vì vậy, tới đây, phụ tải điện tăng rất nhanh. Bộ Công Thương cũng tổ chức đoàn kiểm tra giám sát từ nguồn nguyên liệu, từ nước, than, khí và kiểm tra quá trình vận hành, rút kinh nghiệm để điều hành. Đồng thời, lập tổ phản ứng nhanh khi có vấn đề thì phải lập tức giải quyết ngay việc cung ứng điện. Cùng với đó, Bộ đã tham mưu Chính phủ các giải pháp và cơ chế để thực hiện các dự án đã được đưa vào triển khai thực hiện tổng sơ đồ điện 8, đảm bảo cung cấp điện trong thời gian tới. Kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điểm sáng xuất khẩu dệt may Việt Nam là tại thị trường Mỹ, khi vươn lên đứng đầu thị phần xuất khẩu hàng may mặc, vượt qua Trung Quốc và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. 6 tháng cuối năm, nhu cầu dệt may tại các thị trường tiêu thụ chính chưa thể cải thiện, kế hoạch cắt giảm lãi suất tại các thị trường này chưa rõ ràng. Trong khi các quốc gia cạnh tranh dự kiến sẽ phải giảm mạnh đồng tiền từ 15% đến 20% để hỗ trợ xuất khẩu và giành lại thị phần. Do đó, các doanh nghiệp dệt may sẽ chịu áp lực cạnh tranh về đơn giá trong bối cảnh đơn giá vốn đã thấp của 2 năm qua chưa cải thiện. Mặt khác, cước vận tải biển, tiền lương, tiền điện, lãi suất ngân hàng được dự báo tiếp tục tăng sẽ tác động trực tiếp đến hiệu suất sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đang triển khai thí điểm phương thức bán vé tự động xếp chỗ khi hành khách mua vé trên các đoàn tàu HP1, HP2 tuyến Hà Nội Hải Phòng và tàu FPT1, FPT2 tuyến Sài Gòn Phan Thiết. Theo đó, khi hành khách mua vé trên hệ thống vé điện tử, hệ thống sẽ tự động chọn chỗ cho hành khách tùy theo số lượng người đi tàu và tự động xếp chỗ. Sau quá trình triển khai thí điểm trên 2 tuyến đường sắt trên, đường sắt sẽ triển khai nhân rộng trên toàn hệ thống và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt cho phương thức bán vé tự động này với các chương trình như giảm giá vé kích cầu, ưu đãi thời gian mua vé sang ngày, được chọn chặng theo nhu cầu và nhiều chính sách hấp dẫn khác. Sau đây là một số thông tin giá cả hàng hóa thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay 21 tháng 6 điều chỉnh tăng tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Phân URE Cà Mau, Phủ Mỹ đều có tăng khoảng 20 đến 30.000 đồng một bao. Phân URE đang được bán với giá khoảng 560.000 đồng đến 590.000 đồng một bao. Phân kali bột vẫn đi ngang với giá niêm yết khoảng 600.000 đồng đến 620.000 đồng một bao. Thị trường phân bón tại khu vực miền Bắc tiếp tục trầm lặng. Hiện, phân Supelen, Lâm Thao có giá bán thấp nhất tại khu vực, rơi vào mức từ 260.000 đồng một bao đến 290.000 đồng một bao. Phân URE Hà Bắc, Phủ Mỹ có giá bán lần lượt là 560.000 đồng đến 580.000 đồng một bao và 550.000 đồng đến 580.000 đồng một bao. Lượng hồ tiêu xuất khẩu có thể giảm mạnh do nguồn hàng đã cạn dần. Sản lượng tiêu năm nay có thể ở mức 170.000 đồng một tấn, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 67% sản lượng của năm nay. Khi giá tiêu lên đạt 110.000 đồng đến 120.000 đồng, rất nhiều người đã bán ra. Do đó, nguồn cung hiện tại rất ít, có hiện tượng chậm giao hàng cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đang cân nhắc khả năng áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu EU. Nhà chức trách Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra về thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn của EU, tập trung vào thịt tươi nguyên con, thịt đông lạnh, cũng như sản phẩm nội tạng của lợn. Cuộc điều tra dự kiến sẽ được hoàn tất trước ngày 17 tháng 6 sang năm, nhưng có thể kéo dài thêm 6 tháng nếu cần thiết. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nếu kết quả điều tra sơ bộ xác định có hiện tượng bán phá giá gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước của Trung Quốc, khi đó các biện pháp chống bán phá giá tạm thời có thể được áp dụng. Hiện EU chưa đưa ra phản ứng trước động thái của Bắc Kinh. Dữ liệu Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong năm 2023, nước này nhập khẩu 6 tỷ USD thịt lợn, bao gồm cả nội tạng và hơn một nửa trong số đó đến từ EU. Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 5,25%. Quyết định được đưa ra dù tỷ lệ lạm phát tại Anh đã giảm xuống mức mục tiêu 2% vào tháng 5 vừa qua. Lý giải cho việc chưa giảm lãi suất, Ngân hàng Trung ương Anh cho rằng lạm phát có thể sẽ trở lại mức 3% vào cuối năm nay trước khi tiếp tục giảm vào năm sau, xuống còn 2% theo mục tiêu. Nhận định về động thái của Ngân hàng Trung ương Anh, đa số các nhà phân tích kinh tế cho rằng nhà chức trách Anh đang muốn chờ xem liệu lạm phát có tiếp tục được duy trì ở mức 2% trong những tháng tới hay không, trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Bên cạnh đó, giới phân tích cũng cho rằng Anh khó có thể giảm lãi suất khi sắp diễn ra bầu cử. Theo số liệu chính thức, lạm phát ở Anh đã giảm từ mức 2,3% vào tháng 4 xuống còn 2% trong tháng 5. Đây là mức lạm phát thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021 và đây là lần đầu tiên lạm phát đạt mức mục tiêu 2%. Bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.